Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Tại hội nghị lần thứ 28 Ban chấp hành Đảng Bộ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 27 tháng 3, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm về vụ án 4 tiếp viên hàng không, sách 11 ký ma túy. Theo Thiếu tướng, đến nay, cơ quan chức năng đã triệt phá 180 đường dây, khởi tố 543 bị can, truy xét, thu giữ hơn 212 kg chất cấm các loại, 10 khẩu súng. Tại cơ quan điều tra, những người bị bắt giữ khai đã giao dịch mua bán chất cấm với hơn 25.000 tỷ đồng. Thiếu tướng Mai Hoàng nói, với các tài liệu mà cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh thu thập được, đến ngày 30 tháng 4 này sẽ khởi tố 600 bị can. Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, trong quý 1, Công an thành phố đã phá 813 vụ với 2019 người phạm tội về chất cấm, thu giữ 15,63 kg ma túy, hơn 64 kg cần sa và 249 kg chất cấm tổng hợp, thu giữ 14 khẩu súng. Thiếu tướng Mai Hoàng nói, con số này tăng gấp đôi cả về số vụ và số người vi phạm so với cùng kỳ. Và cho biết theo thống kê của Bộ Công an, thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn phức tạp nhất về tội phạm chất cấm. Hiện nay, tội phạm chất cấm đang sử dụng phương thức mua bán chất cấm trên không gian mạng. Song song với việc ngăn chặn nguồn cung ma túy, các lực lượng cũng đang nỗ lực làm giảm nguồn cầu đối với chất cấm này. Trước đó, thông qua công tác soi chiếu hàng hóa thường nhật, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện lô hàng hóa khoảng 60 kg gồm 4 vali của các tiếp viên có nghi vấn nên kiểm tra. Sau đó, cơ quan này phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, phát hiện trong 4 vali ngoài các vật dụng cá nhân có tổng cộng 327 tiếp kem đánh răng chưa mở nắp, nhiều nhãn hiệu khác nhau. Mỗi tiếp được đựng trong một hộp giấy riêng lẻ và 17 chai nước súc miệng. Kiểm tra bên trong các tiếp kem đánh răng nêu trên, cơ quan chức năng phát hiện có 157 tuyếp chứa tổng cộng 11.284,57 gram chất cấm. Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất chuyển giao hồ sơ và vật chứng của vụ việc đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Căn cứ kết quả điều tra, các cơ quan chức năng đã họp đánh giá toàn diện tài liệu chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật Bước đầu xác định khi bốn tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp, thì có người nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tiếp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất gửi cho người nhà. Các tiếp viên này không biết bên trong 327 tiếp kem đánh răng nhận vận chuyển có 157 tiếp bị đối tượng trà trộn cất giấu chất cấm. Do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự bốn nữ tiếp viên. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không nêu trên. Cơ quan điều tra xác định thêm 6 chuyến hàng chứa chất cấm tổng hợp các loại do cùng một người Việt Nam lưu trú tại Pháp sử dụng thủ đoạn cất giấu ma túy trong các tiếp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho hay quá trình truy bắt gặp rất nhiều khó khăn do những kẻ buôn bán chất cấm sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi sử dụng dịch vụ giao hàng công nghệ để giao nhận hàng. Liên quan đến đại án đăng kiểm, trong 254 bị can bị đề nghị truy tố, có bị can Trần Văn Thương, cựu phó phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, nay là phòng cảnh sát giao thông PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh, bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ vì đã đưa hối lộ cho bị can Trần Kỳ Hình, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 7 năm 2021 để kiểm tra, đánh giá cho Trung tâm Đăng kiểm 50-15D được hoạt động. Theo kết luận điều tra, năm 2018, các bị can danh thành tiền cùng Nguyễn Trọng Vĩnh và đoàn Hải Linh góp vốn để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Hà Trúc với mục đích thành lập kinh doanh dịch vụ đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 18 tháng 1 năm 2019, Tiền mang hồ sơ đến trụ sở Cục Đăng Kiểm, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, gặp trực tiếp ông Trần Kỳ Hình, đưa phong bì 10 triệu đồng tại phòng làm việc để xin cấp mã số đăng kiểm. Sau khi nhận tiền, ông Hình ký cấp cho tiền mã số trung tâm là 50-15D và ông Tiền đã lắp đặt hoàn thiện trang thiết bị phục vụ. Đến tháng năm 5 năm 2019, Nguyễn Trọng Vĩnh và Trần Văn Thương ra Hà Nội gặp Trần Kỳ Hình tại phòng làm việc để xin cử đoàn kiểm tra đánh giá cho trung tâm 50-15D được hoạt động. Hai người này đã đưa hối lộ cho hình 2.000 đô la Mỹ và được hình đã đồng ý. Cũng theo kết luận điều tra, bị can thương là người đại diện công ty nhưng không trực tiếp điều hành mà giao toàn quyền quyết định tại trung tâm đăng kiểm 50-15D cho Vĩnh và Linh. Từ đó, Vĩnh bàn bạc với Linh và Vũ Hữu Bình bảo vệ trung tâm để thống nhất cho Bình đứng ra móc nối với các đối tượng môi giới để nhận hối lộ của chủ các xe đăng kiểm định kỳ và nghiệm thu xe cải tạo để cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện xe cơ giới đường bộ. Việc cung cấp móc nối cò để nhận hối lộ từ chủ xe, bị can thương không biết. Hiện bị can đã giao nộp lại toàn bộ 180 triệu đồng. Ngoài ra, khi ông Trần Kỳ Hình làm Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, năm Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Khối V tại Hà Nội đã đưa hối lộ từ 5 đến 15 triệu đồng một tháng cho vị lãnh đạo này. Nhưng đến giai đoạn ông Đặng Việt Hà giữ chức thì số tiền phải đưa từ 10 đến 30 triệu đồng một tháng. Tại Hà Nội, cơ quan điều tra xác định có 5 Giám đốc Trung tâm Kiểm định có hành vi đưa hối lộ cho ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà. Đó là các ông Lê Văn Ngân, 55 tuổi, giám đốc trung tâm đăng kiểm 2901V, Đào Mạnh Thắng, 54 tuổi, giám đốc trung tâm đăng kiểm 2902V, Cao Văn Tư, 51 tuổi, giám đốc trung tâm đăng kiểm 2904V, Phạm Quốc Bình, 62 tuổi, nguyên giám đốc trung tâm đăng kiểm 2905V và Lê Hồ Tuấn, 55 tuổi, giám đốc trung tâm đăng kiểm 2906V. Theo kết luận điều tra, trong thời gian làm giám đốc trung tâm đăng kiểm 2901V, hàng quý Ngân đã đưa hối lộ cho ông Hình tổng số tiền là 1 tỷ 170 triệu đồng. Đến khi ông Đặng Việt Hà giữ chức cục trưởng thì hàng tháng Ngân đưa cho ông Hà 20 triệu đồng. Tổng cộng, Ngân đưa hối lộ cho ông Đặng Việt Hà 9 lần với số tiền 180 triệu đồng. Ông Đào Mạnh Thắng khai, mỗi tháng đưa hối lộ cho ông Hình 10 triệu đồng và tổng cộng đã đưa 200 triệu đồng. Sau khi ông Đặng Việt Hà giữ chức cục trưởng, Ông đưa hối lộ cho ông Hà 20 triệu đồng một tháng và đã đưa 180 triệu đồng. Trong khi đó, ông Cao Văn Tư khai, trong thời gian làm giám đốc, ông đưa hối lộ cho ông Hình 5 triệu đồng một tháng và đã đưa tổng cộng 45 triệu đồng. Giai đoạn ông Hà là cục trưởng, ông Tư đưa cho ông Hà 10 triệu đồng một tháng và đã đưa 90 triệu đồng. Ông Phạm Quốc Bình khai, trong thời gian làm giám đốc trung tâm đăng kiểm 2905V, ông đã đưa hối lộ cho ông Hình 7 triệu đồng một tháng và đã đưa tổng cộng 329 triệu đồng. Khi ông Đặng Việt Hà giữ chức cục trưởng, ông Bình đưa cho ông Hà 10 triệu đồng một tháng và tổng cộng số tiền đã đưa là 60 triệu đồng. Tương tự, ông Lê Hồ Tuấn Khai đưa hối lộ cho ông hình 10 triệu đồng một tháng và đã đưa 550 triệu đồng. Khi ông Đặng Việt Hà giữ chức cục trưởng từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 10 năm 2022, Tuấn đưa cho ông Hà tổng cộng 270 triệu đồng, tương đương 30 triệu đồng một tháng. Sáng ngày 27 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin thêm về đại án đăng kiểm với nhiều chi tiết đáng chú ý. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại cục đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An bến Tre Sóc Trăng. Theo đó, 254 bị can bị đề nghị truy tố theo 11 tội danh, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác sản xuất mua bán, trao đổi hoặc tặng cho phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật, xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tham mô tài sản. Đáng chú ý theo kết luận điều tra, bị can Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 7 năm 2021 và bị can Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 là người đứng đầu chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của Cục Đăng kiểm theo sự phân công của Bộ Giao thông Vận tải, được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác đăng kiểm trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, khi phát hiện có sai phạm tiêu cực, ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà không chấn chỉnh, xử lý mà vụ lợi cá nhân, nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp, các đơn vị đăng kiểm bỏ qua các sai phạm trong việc cấp phép đủ điều kiện hoạt động, trung tâm đăng kiểm, các sai phạm trong quá trình kiểm định phương tiện, nhận tiền hối lộ trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế, bị can Trần Kỳ Hình bị đề nghị truy tố hai tội gồm nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng số tiền là 6,5 tỷ đồng và 23.000 đô la Mỹ. Đối với bị can Đặng Việt Hà, cơ quan điều tra làm rõ, khi phát hiện sai phạm, tiêu cực tại cục đăng kiểm đã không ngăn chặn còn tiếp tục đưa ra các chủ trương chỉ đạo trái pháp luật theo hướng nâng mức hưởng lợi của mình đối với số tiền tiêu cực hối lộ mà cán bộ phòng kiểm định xe cơ giới các trung tâm đăng kiểm nhận được. Cơ quan điều tra xác định số tiền mà bị can Đặng Việt Hà nhận hối lộ hưởng lợi là gần 8,8 tỷ đồng và 13.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, bị can Hà phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền nhận hối lộ của phòng kiểm định xe cơ giới giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 là hơn 31 tỷ đồng. Số tiền nhận hối lộ của 4 trung tâm đăng kiểm khối V tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến tháng 11 năm 2022 là hơn 7,6 tỷ đồng, số tiền nhận hối lộ của 5 trung tâm đăng kiểm khối V tại thành phố Hà Nội là 780 triệu đồng và số tiền nhận hối lộ của các giám đốc trung tâm đăng kiểm khối D là 680 triệu đồng. Tổng số tiền nhận hối lộ mà bị can Hà phải chịu trách nhiệm hình sự là 40 tỷ đồng, bị can Đặng Việt Hà bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ ngoài ra trong vụ án có vai trò của bị can nguyễn vũ hải cục phó đăng kiểm việt nam phụ trách hoạt động của phong tàu sông bị can này bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ